Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con nguyên trang chạy trước hết con pháp ơn Đức Tăng niệm kính lãnh lễ Trương Nguyên Thông Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con kính sư có một bài một thời pháp ngắn à. Dạ con không biết mà huy niệm sư có trước máy cho con xin tín hiệu đi sư. Dạ con không biết trước máy không à. Dạ có, dạ con đi. Dạ đạo tràng nghe âm thanh con có đúng không ạ? À? Dạ sau đây con dạ cảm ơn trong dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dhammade sanaya chana gatha. Brahmacalokathipati sahati katanchali antiwarang aya chatha santi thasak tapparacakkhajatika dese tu thammang anukampimang bacang sak thamma phê vinayan chakayan suttan chapantham avitham macamang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thanayye parisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngang. Thuyết độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, tâm dịch đã mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính cung thỉnh sư Tuệ Nhẫn con xin lỗi sư huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con thời bài học ngày hôm nay ạ. À. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư và con kính dâng mít lại cho sư ạ. À. Dạ sa thú con kính thỉnh sư. Dạ, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Quý vị có thể hoan hỷ cho sư biết ở bên đó quý vị có nghe. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay Đức Pháp Tính chắc có thể là đã đi làm một số công việc lo cho thân mẫu của Đại Đức đang bị mổ nằm ở bệnh viện. Hiện giờ Đức không có ở chùa cho nên cô Nguyên Như có nhắn tin nhờ sư hôm nay vào sinh hoạt với quý vị dùm cho Đại Đức Pháp Tính buổi học ngày hôm nay. Ngày mai là thứ sáu ở Việt Nam, ngày mai sư sẽ giảng về cái tiếp tục về cái bài học mà chúng ta đã bỏ trong một khoảng thời gian. Sư cũng có bị bệnh, mới vừa mới hồi phục lại trong vài ngày nay thôi. Đó là kinh Mê Tiên Vấn Đáp.
Còn hôm nay thì chúng ta sẽ sinh hoạt theo một cái đề tài. Nãy sư có nói cô Nguyên Như là lớp học chúng ta sinh hoạt hôm nay cái đề tài gì, có thể đưa lên thì hôm nay sư sẽ trình bày về cái vấn đề, vấn đề mà theo như lớp học của chúng ta yêu cầu. Thì theo như cái lời yêu cầu cũng như có muốn hôm nay sẽ trình bày về cái đề tài là vô thường anicca. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt bàn luận về cái anicca, tức là vô thường. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và cưỡng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc đã quyền từ và thực hành theo giáo pháp, các ngài đã đắc được thánh hoặc là mô phạm của chúng sanh và phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, chúng ta trải qua một cái cuộc sống ở trong nhiều cái hình thức khác nhau, có nhân loại cũng như loài thú, cũng như cảnh giới chư thiên, phạm thiên vân vân. Chúng ta đã đi rất là nhiều ở trong cái sanh tử luân hồi này dưới nhiều cái hình thức. Những điều ta trải nghiệm và biết ở trong cái cuộc đời này nó rất là nhiều, ở nhiều cái cương vị, cảnh giới khác nhau. Nhưng mà có một thứ mà mình biết rất là mơ hồ, đó chính là hiểu biết về chính bản chất cuộc sống của chính mình. Điều này thưa quý vị có thể nói rằng đó là một cái pháp mà chính pháp đó nó đã ngăn che không cho chúng sanh thấy được cái thực trạng của bản thân mình và tất cả những chúng sanh khác, đó chính là vô minh. Có một cái điều khác biệt mà chúng ta cần phải nhận thức để thấy được cái sự nguy hiểm. Đối với một số những cái ác bất thiện pháp khác như là si phóng dật, hoài nghi hoặc là sân hận bất bình, phẫn nộ hoặc là tham ái dính mắc vân vân. Đối với những pháp bất thiện này, thưa quý vị, nó có cái khả năng dẫn dắt chúng sanh tạo những cái ác nghiệp. Và những cái loại thiện nghiệp khác, thưa quý vị, thì nó có khả năng ra các hành thuộc về thiện pháp. Thiện pháp đưa đến năm dục công đức cũng có nữa. Tất cả những thiện pháp thù thắng thì như được tái sanh vào trong những cái cảnh giới vắng lặng của thiền tịnh, hưởng được cái sự an nhàn của sự định tĩnh, đó là sắc giới hoặc là vô sắc. Tuy nhiên tất cả những cái pháp này, thưa quý vị, nó đều không qua nổi. Nó đều nằm ở dưới cái tướng trạng của vô minh hết. Vô minh á, nó không có một cái sự hiển lộ một cách rõ ràng trong cái việc để mà tạo ra các ác nghiệp hoặc là các thiện nghiệp, nó đứng đằng sau. Và cái thực trạng của vô minh đó, thưa quý vị, cái chức năng của nó chỉ có, nó có 8 chi phần, nó có 8 chi phần. Vô minh nó có 8 chi phần. Nhưng mà khi mà xét kỹ á, chúng ta có thể thấy rằng 8 chi phần này á, nó có chung một cái tính chất mà thôi. Đó chính là cái đặc tính chung của vô minh đó, đó là che đậy pháp. Che đậy tự tướng của pháp có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không cho mình thấy được bản chất của cuộc sống là gì, mình là gì. Cuộc sống nó vốn là khổ hay là lạc, nguyên nhân từ đâu sanh ra những điều đó.
và có con đường giải thoát hay không, và làm thế nào để mà thực hành những con đường giải thoát đó. 40 chi phần này nó thuộc về tứ thánh đế đó. Còn 40 chi phần sau á, vô minh nó che đậy luôn, đó chính là nó không cho mình biết được quá khứ là như thế nào, ta là gì, ta là ai, và ta là như thế nào. Đồng thời nó cũng che đậy, nó không cho mình thấy được cái tương lai. Tương lai ta sẽ đi về đâu, ta là gì, và ta sẽ ra sao. Đó là hai pháp. Pháp thứ bảy, đó chính là nó đồng thời nó che đậy, nó không cho mình thấy được, nó không cho mình thấy được như thế nào là sự liên hệ giữa quá khứ và vị lai. Và dĩ nhiên điều này nó bao gồm luôn cả hiện tại, bởi vì cái sự liên kết giữa thời gian đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là bảy pháp. Cuối cùng, cuối cùng pháp thứ tám, nó là nó ngăn che, nó không cho mình thấy được cái bản chất của sự hiện hữu của chúng sanh, đó là không cho mình thấy được cái 12 pháp y tương sinh. 12 pháp y tương sinh đó là 12 cái pháp mà vốn nó vận hành trong bất kỳ chúng sanh nào, dù là một loài chúng sanh địa ngục cũng đang, bản chất của những chúng sanh này cũng là sự vận hành của 12 pháp y tương sinh. Dù là chúng sanh loài thú, hay là chúng sanh ở cõi người, hay là chư thiên, hay là phạm thiên, thì bản chất cũng nằm ở trong 12 pháp y tương sinh này. Trên hình thức bề nổi chúng ta thấy có vẻ như nó có sự khác biệt. Có những chúng sanh có danh sắc tốt, thù thắng, có những chúng sanh có danh sắc hạ liệt. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì nó cũng không nằm ngoài, nó cũng không nằm ngoài cái vòng tròn dẫn dắt của 12 pháp y tương sinh. Đây chính là cái sự che đậy của vô minh, không cho thấy được cái bản chất thực tại của cuộc sống, hay nói cách khác là của chính bản thân mình. Thưa quý vị, trong cái việc nhận diện được, trong cái việc để làm thế nào mà để chúng ta có thể nhìn ra thấy được những điểm này, thì có thể nói rằng tất cả những cái thiện, dĩ nhiên những bất ác bất thiện pháp thì không thể nào thấy được những cái sự thật chân lý bản chất của cuộc sống rồi. Đây là điều hiển nhiên, vì bao giờ bất cứ một cái tâm bất thiện nào nó cũng đều có bốn cái sở hữu si phần, mà trong đó nó có cái sở hữu tâm si. Nó không có cho mình cái sự sáng suốt, nó không có trí tuệ, làm sao mà thấy được cái chân lý này. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, những cái thiện sự công đức thông thường, như là những người mà người ta chưa từng là những người cư sĩ thiện nam tín nữ, ở trong đời này cũng có rất là nhiều người, người ta sống rất là tốt, thưa quý vị. Người ta ăn hiền ở lành, người ta sống với một cái nếp sống rất là đạo đức, biết đâu là đúng, biết đâu là sai. Tuy nhiên, cái cuộc sống hiền thiện đó nó vẫn chưa đủ sức, nó vẫn chưa đủ sức để làm cho họ có thể nhận chân được cái bản chất thật sự của chính mình là như thế nào. Và chính vì như vậy, họ vẫn chưa thoát khỏi khổ đau, mặc dù họ sống rất là tốt, mặc dù họ sống rất là thánh thiện, nhưng mà khổ đau vẫn phải chịu mà thôi. Thưa quý vị, chỉ có một cái sự tu tập mà từ đó có thể nhận chân ra được cái bản chất cũng như cái tướng trạng của mình là gì, nói riêng hay nói chung là pháp hữu vi. Với các pháp hữu vi bao giờ nó cũng có hai cái hình thức. Thứ nhất là cái tướng trạng riêng biệt của mỗi pháp, chẳng hạn như xúc thọ tưởng tư, thì mỗi pháp này nó có tướng trạng riêng của nó. Tuy nhiên, nó có cái tướng trạng thứ hai nữa, đó là cái tướng trạng chung của pháp hữu vi. Tướng trạng chung của pháp hữu vi ở đây, bất cứ pháp hữu vi nào nó cũng có ba cái tướng trạng. Đó là vô thường,
khổ và vô ngã. Thì ba cái tướng trạng này là thưa quý vị có thể nói rằng đầu tiên vô thường là được nói đến nhiều nhất, bởi vì đó là cái sự tiên khởi rõ ràng nhất, nhận ra nhất ở trong ba cái tam tướng của Pháp Hữu Vi. Đối với những cái sự nhận thức thông thường, khi chúng cần nào đó chúng có thể hiểu được như thế nào là sự vô thường. Vô thường có nghĩa là sự thay đổi lúc này lúc khác, hoặc là có rồi lại mất đi, hoặc là ở trong cuộc đời mình hay có những lúc thăng trầm, lúc thân mình khỏe mạnh, lúc thì nó bình thường, lúc thì nó bị bệnh, hoặc là trong cuộc sống của mình, trong cái mối bất cứ cái hình thức nào, trong cái mối quan hệ ở trong cuộc sống, kể cả trong gia đình mình hoặc là trong công việc của mình, bao giờ nó cũng bị chi phối bởi cái sự thay đổi vô thường. Không có ai mà cái thằng nó cũng khỏe hoài, nhưng mà lúc nào ngược lại không có ai lúc nào cái thân cũng bệnh hoài, cũng phải có lúc này lúc khác. Công việc của mình cũng vậy nữa đúng không quý vị. Và kể cả trong cái cuộc sống của mình, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta sẽ có một cái ngày nào đó đi đến cái tình trạng già nua, sức khỏe suy sụp, và cũng như chúng ta sẽ từ bỏ cái cuộc đời này. Nhưng mà trong cái nhìn đó đó thưa quý vị, nó chưa có đủ sức để cho mình thoát khỏi khổ đau một cách hoàn toàn. Đó cũng làm cho cái tinh thần của mình có một chút nào đó được nguôi ngoai, có một chút nào đó mình điềm tĩnh để mà đối mặt đối với cái sự thay đổi của cuộc sống, chứ không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà để mà thoát khỏi một cách rốt ráo thì cái sự nhìn nhận đó nó chưa có đủ sức. Chỉ có việc tu tập quan sát tâm dưới cái ánh sáng của trí tuệ, của pháp hành thưa quý vị, của bốn pháp niệm xứ, thì lúc với cái khả năng sáng suốt và trí tuệ đó, nó mới đủ sức mạnh đưa chúng ta từ từ mà thoát ra khỏi cái sự đau khổ của pháp hữu vi, khi mà nó có cái sự thay đổi vô thường biến hoại. Sư nhớ đã từng được nghe một cái những cái câu giảng của ngài Ajahn Chah, trong đó ngài có ngài có nói một cái phần như thế này. Ngài nói rằng con người chúng ta đúng ra khi mà nhìn thấy một ai đó sanh ra thì chúng ta phải buồn, nhưng mà kỳ ngộ một cái là khi nhìn thấy một đứa bé chào đời hay một ai đó sinh ra, chúng ta lại rất là hân hoan, chúng ta rất là vui. Ngay trong lúc đó mình đã không có một cái sự nhận thức được rằng khi mà một con người được sanh ra thì bao gồm nó đã gắn liền với cái chết sẵn, nhưng mà lúc đó chúng ta không có ý thức được điều đó. Thành thực mà nói nha, bản chất của phàm phu mình đó thưa quý vị, mình luôn luôn có một cái thói quen là thích được cái sự hiện hữu, thích được cái sự hiện hữu. Cho nên ở trong những cái trong ba ái là hữu ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, thì đơn giản rồi. Dục ái có nghĩa là cái bản chất của mình á, từ trước tới giờ là luôn luôn mình thọ hưởng năm dục. Mình sống ở trong cuộc đời này thưa quý vị, cho dù mình làm bất cứ chuyện gì, mình phấn đấu như thế nào ra sao, làm bất cứ các nghiệp thiện cũng có, ác cũng có, chung quy cũng chỉ để hưởng năm dục mà thôi. Nó không có một cái mục đích gì khác ngoài cái mục đích đó. Một cái loại hình thức luyến ái thứ hai đó chính là mình, cái bản chất của phàm phu của mình đó chưa có được cái sự giác ngộ,
Tứ thánh đế hay có cái sự bám níu vào cái sự hiện hữu, bám níu vào cái cuộc sống. Chúng ta rất sợ cái sự mất đi, chúng ta rất sợ cái sự biến mất. Chúng ta rất sợ cái sự biến mất. Cho nên chính vì thế mà đối với cái nhìn của bậc thánh, cái nhìn của bậc thánh và phàm phu, nó là hai chiều hoàn toàn đối lập nhau. Nó là hai chiều hoàn toàn đối lập nhau. Đức Thế Tôn ngài đã từng có dạy rằng là Anicca Vata Sankhara Upadawaya Tammino Upachitva Nirujanti Te. Các pháp hữu vi có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường có sự khổ não. Chỉ có Niết bàn là pháp tịch diệt, dứt pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Trong cái nhìn của ngộ, thưa quý vị, thì sự viên tịch, sự chấm dứt các hành, đó mới là một sự an lạc tối thượng. Tuy nhiên mình thì mình rất sợ cái điều đó. Tại sao chúng ta lại sợ điều đó? Đơn giản thôi, bởi vì mình còn ba ái, mà trong đó mình có một cái gọi là hữu ái. Hữu ái, mình rất thích được có mặt ở nơi này nơi kia. Nhưng mà mình cái điều là hễ pháp hữu vi hễ có sanh thì ắt nó phải có diệt. Không có một pháp hữu vi nào có sanh ra mà không có diệt hết đó. Chuyện này là chuyện không hề xảy ra, chuyện này là chuyện không hề xảy ra. Đây là một cái quy luật cố nhiên của pháp hành. Có một cái chuyện vui nữa sư cũng từng gặp. Thưa quý vị, trong những trong một lần nọ, khi mà chư tăng ở chùa Bửu Đức đang chuẩn bị để mà tụng kinh cho những người cư sĩ, người ta đến người ta dâng cúng, thì sau khi đã bày tỏ tụng kinh phúc chúc an lành tính và tán thán công đức cho những người cư sĩ, thì lúc bấy giờ sau đó theo như thông lệ, những người thiện nam tín nữ họ họ hồi hướng phước báu đến chư thiên, và cũng như họ phát nguyện những cái công đức họ đã làm để thành tựu những cái điều an lạc. Và nhất là có một cái câu cuối, nhất là ở câu cuối là là ngõ hầu vô sanh, ngõ hầu vô sanh, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, trong trong cái bài kinh mà những người Phật tử chúng ta rất là thân thuộc đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, hôm đó khi mà sư nghe xong cái câu đó, sư mở mắt ra đó, sư mở mắt ra thì sư nhìn thấy ở trước mặt mình là một cái người nữ, người ta đang mang thai. Cô ta đang có thai, nhưng mà đi đến chùa để làm phước, để làm chay tăng. Thì sư vừa nghe cái câu là ngõ hầu vô sanh á, chấm dứt, mà mở mắt ra mình nhìn thấy cô đó chuẩn bị sanh, thì sư lúc đó trong tâm của sư có liên tưởng, nó cũng tỏ vẻ nó hơi mắc cười tí xíu, mắc cười tí xíu. Điều này thật sự mà nói thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta mong muốn đạt được cái sanh, cái sự vô sanh, cái sự viên tịch đó, cái sự viên tịch hoàn toàn của các hành. Nhưng mà cái miệng của mình nói như vậy á, nhưng mà trong thực tế chúng ta hình như chúng ta rất là sợ cái sự vắng mặt của mình ở trong cuộc đời này. Chúng ta sợ mình biến mất, là mình mất tất cả, không còn cái gì hết. Rồi ai biết mình đây? Chẳng ai biết mình cả. Chẳng ai biết mình cả. Cho nên chúng ta thật sự phàm phu mình đó, do hữu ái cho nên mình sợ cái điều đó lắm. Quý vị biết rằng ở trong cái giai đoạn mà thực hành pháp, nó có một cái trường hợp như thế này nữa nè. Nó có một cái trường hợp như thế này. Cái vị hành giả khi mà đã quan sát sáu căn, sáu cảnh, sáu thức nhận biết khởi lên ở nơi sáu môn, ở nơi sáu cửa ngõ, thì lúc bấy giờ do cái sức mạnh của niệm và trí, thì cái
vị hành giả đó tự nhiên cảm nhận được, cảm nhận được cái lên diệt đi của các pháp huy rất nhanh chóng. Đây những cái giai đoạn cảm nhận một cách trực tiếp luôn thưa quý vị. Vừa mới nhìn thấy là bụp mất, vừa mới nghe cái gì đó bụp mất. Nói chung là cái sự diễn hoạt của các pháp ở nơi sáu môn nó rất là nhanh chóng và nó rời rạc, chứ nó không phải giống như là cục mà nó có sẵn y như là thông thường mình sinh hoạt mình hay nhận biết. Bởi vì cái trí tuệ của người mà ở trong giai đoạn, ở trong cái trường hợp mà chúng ta không có tu á, chúng ta luôn tu luôn có một cái ảo tưởng. Cái này cũng gọi là thuộc về điên đảo tưởng, điên đảo kiến. Ở trong cái tướng trạng của pháp hữu vi á, thì dùng một cái từ hồi đó sư đọc ở trong cái bản của ngài Hộ Pháp, ngài nêu ra hàng loạt những cái tướng trạng của tam tướng, trong đó có một cái sự nhận thức của phàm phu của mình gọi là khối tưởng. Mình luôn có một cái ảo tưởng về khối tưởng, tức là mình luôn luôn cảm thấy rằng có một cái thân, nó có sẵn ở đây, lúc nào nó cũng như vậy, và một cục một đống nó luôn luôn thấy nghe ngửi sẵn ở đây. Nhưng mà tuy nhiên trong một cái trường hợp của một vị hành giả, khi mà họ đã tiến sâu vào cái trí tuệ của họ sẽ không có thấy như vậy nữa. Với cái kinh nghiệm trực tiếp của họ, họ thấy các pháp diễn hoạt một cách rất là rời rạc, rất là nhanh, bụp 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 mất liên tục, kể cả những cái tư tưởng suy nghĩ. Và có thể nói rằng có những cảm thấy của cái thân này nó hoàn có luôn, nó chỉ là sự khởi lên nhận biết các đối tượng một cách rời rạc liên tục, điều đó vừa sanh lên và diệt mất. Thưa quý vị, có một cái lần ở Sư Nghe nói đến một cái vị hành giả mà khi mà họ trình bày về điều đó thì họ có cái cảm giác là họ sợ cái chuyện đó thưa quý vị. Thì lúc bây giờ mới hỏi mới hỏi vị thiền sư, mới hỏi vị thiền sư, thì vị thiền sư mới trình bày nói là thật sự khi mà trí tuệ đã già dặn và niệm mạnh thì lúc bây giờ cái sự chứng kiến những điều đó hẳn sẽ xảy ra, và họ cái sự mất có vẻ giống như là nó rất là rõ ràng và nhanh nhanh. Điều đó làm cho tâm của họ cũng có cái sự rúng động kinh hoàng, bởi vì cái chuyện này từ trước tới giờ mình chưa hề nhận thức lần nào hết. Từ trước giờ mình luôn luôn mình có cái khái niệm, cái cảm giác rằng mình luôn luôn hiện hữu ở đây. Nhưng mà bây giờ trên thực tế, khi bước vào cái sự tu tập, đến một lúc tự nhiên mình thấy ồ cái này nó hoàn toàn khác đi, nó không phải như là cái cảm giác lúc mà mình không có tu. Lúc mình có tu không có tu á, thì chúng ta thấy chúng ta luôn luôn có mặt và chúng ta rất là hân hoan dính mắc vào cái sự hiến mình. Nhưng mà bây giờ trên thực tế khi mà quan sát các pháp thì nó diệt mất, và cái sự tồn tại của mình hình như nó không có ở trong cuộc đời này, nó chỉ là những cái sanh lên rất là nhỏ nhặt li ti gắn ghép lại với nhau. Điều đó cũng làm cho họ kinh hoàng, kinh hoàng. Thì nói đến đây thưa quý vị, giờ cho nên chúng ta thấy rằng là đôi khi cái sự nhận thức của phàm phu mình đó là một sự nhận biết và kinh nghiệm nó hoàn toàn trái lập với cái tư tưởng, cái tư tưởng và cái lối suy nghĩ của bậc thánh. Cái ranh giới nó rất là mong manh thôi, cái ranh giới nó rất là mong manh. Khi mà chúng ta vẫn còn là phàm phu á, thì cái nhận thức của mình về vô thường nó hoàn toàn khác, nó hoàn toàn khác, nó không có đạt được cái chiều sâu, cũng như mình không có thật sự toàn tâm toàn ý để mà hướng đến cái sự viên tịch, cái sự chấm dứt các hành là tối thượng. Đó là ranh giới của phàm phu. Nhưng mà khi mà quý vị đã, khi mà chúng ta đã bứt phá ra được, bước qua được cái dòng chảy của bậc thánh, dòng chảy của bậc thánh, thì lúc bây giờ cái tư tưởng nó hoàn toàn khác đi. Tại sao
cũng là con người như nhau, nhưng mà đối với phàm phu không có trắng và rất là bấp bênh. Tại sao chỉ cần bước vào cái dòng chảy của bậc thánh, dòng chảy của bậc thánh là bậc hữu, thì cái sự nhận thức hoàn toàn khác đi, và cái khuynh hướng về sống nội tâm của vị này, thưa quý vị, có một cái sự thay đổi rất lớn, có một sự thay đổi rất lớn do cái sự tác của trí tuệ thiền quán, hay nói cách khác là nói chính xác là do đạo và quả. Nó làm thay đổi cả một cái hệ thống diễn hoạt của tâm thức. Cái hệ thống diễn hoạt của tâm thức phàm phu, thưa quý vị, thì nó chỉ nằm vòng vòng ở trong vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên như vậy hoài. Nhưng mà khi mà mình luyện tập, mình rèn luyện cái nội tâm của mình, nó đạt đến cái sức mạnh của trí tuệ, hay còn gọi là đạo tuệ và quả tuệ đó, thì lúc bây giờ nó làm thay đổi cái cơ cấu hoạt động của tâm thức. Và cái chiều chuyển hoạt tâm của vị này nè chỉ hướng đến chánh giác, chỉ hướng đến cái sự viên tịch, là vị ấy nhận thức cho là an lạc, chứ không hề có một cái sự nhận thức ngược lại y như trước đây nữa. Họ không còn mong mỏi và cho rằng cái sự hiện hữu của mình ở trong cuộc đời này là mới là hạnh phúc. Họ như vậy nữa, tôi cũng lúc nào cũng vậy, dù tái sanh ở những cảnh giới như thế nào. Dĩ nhiên vị đó chỉ tái sanh ở những cõi an vui thôi, người hoặc thiên hoặc là phạm thiên sắc giới, bởi vì cái công năng của thánh đạo, của thưa quý vị, nó có sức mạnh tầng, chỉ tầng độ đạo quả đầu tiên, nó có sức mạnh là diệt đi những cái chủng tử, đưa tái sanh vào những cõi khổ. Và một số hình thức nghiệp mà liên quan đến những thứ mà một vị thánh hữu học không đáng có, nó cũng diệt mất đi, nó cũng diệt mất đi, thưa quý vị, nó diệt mất đi cái cơ cấu tiềm tàng, cái cơ cấu ngủ ngầm của phàm chủng, của phàm chủng. Cho nên chính vì thế mà đối với người mà đã bước vào cái tầng thánh đầu tiên, thưa quý vị, là lúc đó chúng ta được xem như là chắc ăn rồi đó. Ba tầng sau chẳng qua nó chỉ là cái vấn thời gian thôi. Bởi vì đối với học được xem như là cái câu mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố là vị đó chắc chắn hướng đến chánh giác, chắc chắn hướng đến chánh giác. Điều đó nó không có thay đổi. Đối với những cái thiện pháp khác ở trong cuộc đời này, nó còn có thể thay đổi lên xuống một cách bấp bênh. Chẳng hạn như mình còn là phàm phu, thưa quý vị, đừng bao giờ mình tưởng rằng là trong cuộc đời này mình tạo nhiều thiện nghiệp và chắc chắn kiếp sau mình sẽ được sanh thiên hoặc là sanh cõi nhân loại. Chưa chắc. Điều đó nó cho thấy chúng ta những loại thiện nghiệp dục giới đó, thông thường nó không có đủ sức để mà bảo đảm, nó không có đủ sức để mà bảo hiểm cho cái vòng sanh tử luân hồi của mình đâu. Bởi vì nếu như có những cái trường hợp mà chúng ta không khéo, tuy cả đời mình sống rất tốt, cả đời mình sống rất tốt, mình tu tập, mình nghe pháp, mình nghe về vô thường, khổ, vô ngã rất là nhiều, nhưng mà ngay trong cái lúc mà mình mệnh chung, lúc đó không khéo cái nội tâm của mình nó lại suy nghĩ đến cái sự thường còn, cái sự dính mắc đối với thân quyến, cái sự ưu tư, cái sự âu lo về bất cứ cái vấn đề gì đó, hoặc là mình nghĩ tưởng nhớ lại những một số những cái đó ở trong quá khứ của mình nó không có mấy là tốt đẹp, thì lúc bây giờ cái tình trạng tái sanh của mình nó cũng không có được bảo đảm đâu. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những thiện sự công đức của mình hoàn toàn mất đi, hoàn toàn mất đi, mà nó chưa có cơ hội để mà sanh khởi mà thôi. Còn trường hợp của vị hữu học, thưa quý vị, của vị hữu học đó, thì vị đó trong tâm lúc nào cũng nhận thức một cách chắc là các pháp hữu vi là vô thường. Đối với vị đó đó, vị đó lấy lại cái sự sáng suốt để mà nhìn ra cái sự diệt của thân tâm rất là mau chóng, rất là mau chóng. Chúng ta để ý một điều như thế này nè, tu tập á, ở đây sư nghĩ rằng cũng có một số các vị đã từng có luyện tập hành thiền
À, thiền quán cũng có. Mình cái khoảng thời gian mà mình theo dõi được cái sự thay đổi của thân tâm đó, thưa quý vị, nó rất là ít so với thì cái khoảng thời gian mà mình luôn luôn cảm giác cái sự thường còn của thân này, của thân và tâm này. Chúng ta so sánh thử hai khoảnh khắc đó, chúng ta biết khi mà mình có cái trí tuệ quán sát chánh niệm tỉnh giác, mình thấy được cái sự thay đổi, cái sự vô thường. Thật ra cái thời gian đó nó không nhiều đâu. Còn cái thời gian mà luôn luôn mình có cảm giác cái sự hiện hữu, cái sự thỏa thích có mặt ở trong cuộc đời này, một đống nó nói rồi nó lăn rồi nó này nó kia, thì cái thời gian đó nó rất nhiều, nó rất là nhiều, thưa quý vị. Cho nên chúng ta cần phải tu tập nhiều để cho trong tâm của mình á cái khuynh hướng để mà thấy được cái sự thay đổi cách nhanh chóng của pháp hữu vi càng nhiều càng tốt. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có thấy được cái tướng trạng vô thường, khổ hay vô ngã của pháp hữu vi ấy, thưa quý vị, thì lúc bấy giờ cái khuynh hướng dính mắc luyến ái đối với cuộc sống này nó sẽ càng tăng trưởng hơn. Một người luôn luôn mà họ thấy được pháp hữu vi là vô thường, cái sự thay đổi không có đáng nắm giữ, không có đáng thỏa thích ở trong đó, nó chỉ là một cái sự an vui một chút, nhưng mà đằng sau của nó là chứa cả một đống đau khổ, hoặc là nó là một cái gì đó khởi lên không có một cái tự ngã nào đó, chẳng qua nó khởi lên theo đầy đủ nhân duyên của nó thôi, cho nên mình không mình quản lý mình quản mình kiểm soát được nó hết. Thì khi mà tâm của mình mà thấy theo cái chiều hướng đó nhiều, thưa quý vị, mình có cái khuynh hướng từ bỏ nhiều hơn, cái khuynh hướng vị nhiều hơn, mình càng thấy nhiều vô thường bao nhiêu, khổ và vô ngã bao nhiêu, thì cái khả năng mà xuất ly cái nội tâm của mình nó không có bị dính vào trong đó, nó sẽ khởi lên nhiều hơn. Đó là dòng chảy của bậc thánh, đó là dòng chảy của bậc thánh. Cho nên chính vì vậy mà trong cái việc tu tập của mình, lúc nào cũng hay có cái sự nhắc nhở, sự nhắc nhở đối với những người cư sĩ, và đôi khi cũng tự nhủ đối với thân mình. Mình làm thiện gì cũng vậy, mình tu tập gì cũng vậy, mình ngăn ngừa những chuyện ác, mình tạo trữ những công đức, nhưng mà mình cũng phải dành một chút thời gian nào đó để mà mình quán sát các hạnh. Bởi vì thật sự mà nói đó, thưa quý vị, khi mà tâm của mình á không có được cái khả năng thấy được cái thực trạng của pháp đó, thưa quý vị, chúng ta dễ đau khổ những lúc mà mình gặp phải những cái điều bất lợi, chúng ta lún sâu, chúng ta không có giữ được cái sự bình tĩnh. Và cái điều thứ hai là khi mà mình gặp được cái sự thuận lợi á, thì mình dễ dàng bị quên mình dễ dàng bị quên mình. Nhưng mà chúng ta lại quên một cái điều là không phải lúc nào cái sự thuận lợi nó cũng ở đó hoài đối với mình, nó phải có cái sự thay đổi mà thôi. Lúc này lúc khác nó vật mình lên, nó vật mình xuống, nó thích, nó đầy đủ nhân duyên thì nó cho mình ngồi mình cười, còn nếu như mà nó không thích á, thì nó giật ra, nó cho thay đổi, tao cho mày chết, rồi lúc đó mình khóc. Nói chung là cái sự vui buồn của mình nó không có nằm trong cái bàn tay của mình, nếu như mà chúng ta không có cái khả năng để mà tỉnh giác đối với các pháp hữu vi, thì chúng ta sẽ bị như vậy, chúng ta sẽ bị như vậy. Còn cái trường hợp mà mình tu tập làm thiện cũng có nữa, làm thiện cũng có, nhưng mà cậu mình lại có một cái khả năng định tĩnh tu tập về tâm, nội lực về tâm, đồng thời ráng làm sao để mà nhận thức được các pháp là ở đó mà mình họ hưởng hết, và các pháp sanh khởi có tự ngã, không có theo cái sự kiểm soát của ai, thì lúc bấy giờ chúng ta gặp điều bất lợi thì mình cũng giữ được một phần nào đó cái vị trí an ổn của nội tâm mình.
mình không có bị đi quá xa vấn đề. Khổ thì mình khổ thân thôi nhưng mà mình không có bị khổ tâm. Chẳng hạn như lúc mình bệnh tật đó, thưa quý vị, đối với người không tu á, là vừa thân bệnh nó hành mà tâm lúc nào cũng rên rỉ u âu lo hết. Nhưng mà người mà mình có khả năng một chút về cái sự tu tập thì thân mình bệnh thì mình cũng nằm đó 50-50. Bây giờ mình bị hành về thân nhưng cũng mình vẫn cho chính mình, như vậy cái sự khổ nó cũng nguôi ngoai được 50%, 50%. Còn nếu như mà lúc mà mình có được cái sự thuận lợi thôi quý vị, thì mình cũng hưởng được một cách có cái sự tỉnh giác ở trong đó. Tôi hay dùng một cái chữ gọi là hưởng lạc, à, hưởng của các pháp nhưng mà đi kèm theo cái sự tỉnh giác. Có nghĩa là mình hưởng nhưng mà mình không có vì đó mà mình quên mình. À, luôn luôn có cái sự thận trọng. Nếu như mà lỡ nó có thay đổi đi nữa thì chúng ta cũng đỡ kịp. Nó không đỡ kịp. Mình hưởng mà mình quên mình ấy, nó thay đổi là lúc đó chúng ta sẽ la là. Chúng ta sẽ la là. Đó là cái thuận lợi của mà có cái sự tu tập, à, từ những thiện pháp cơ bản, những cái thiện pháp về nội tại, về tâm lực, à, chỉ và quán. À, sự thuận lợi của người mà luôn luôn à, được các pháp hữu vi là vô thường, đó là một cái, nó có một cái kết quả vô cùng to lớn, quý vị. Nó có một cái kết quả vô cùng to lớn. Và chúng ta nên nhớ rằng cái ngưỡng cửa để mà đi vọt ra cái sự giải thoát, quý vị phải trải qua một cái giai đoạn thành được các pháp hữu vi theo tam tướng, chứ không có con đường khác đâu. Dù cho một vị thánh đệ tử nghe một cái thời pháp hay nghe một chi pháp ngắn tắt vô cùng là vắn ngắn gọn, thì trong tâm cũng diễn hoạt, à, trong tâm cũng diễn hoạt một cách tức thì, thấy được, có trí tuệ, thấy được tam tướng của hữu vi mà trong đó có vô thường, nó mới là cái rẹt một cái mới đến đạo và quả. À, đây là cái đề tài mà sư xin trình bày và sinh hoạt chia sẻ với quý vị trong cái buổi học của sư Pháp Tính ngày hôm nay. À, để Đức Pháp Tính bận tới đây sư nghĩ rằng cũng vừa phải lẽ rồi, phần còn lại thì sư xin gửi mic lại cho lớp học của mình. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Huy Niệm đã cho chúng con bài pháp về vô thường. Dạ, con không biết là đạo tràng có thắc mắc gì không ạ? Dạ, con không biết đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Nếu có câu hỏi có thể hỏi sư Huy Niệm ạ. Dạ, dạ nếu mà không có, dạ con không biết là sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Dạ sư Thanh Tâm có trước máy, con kính thỉnh sư ạ. Bây giờ là 10:20. Dạ con không thấy của sư Thanh Tâm. Dạ thôi, dạ vậy thì kính thỉnh sư Nguyên Thông, kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ con không biết sư Nguyên Thông có trước máy không sư? Ý sư Nguyên Thông ra rồi. Dạ, con không biết sư Tuệ Nhẫn có trước máy không ạ? Dạ con kính thỉnh Tuệ Nhẫn. Hello. Dạ con không biết sư Tuệ Nhẫn có trước máy không? Dạ con không thấy ai trước máy hết. Dạ con kính thỉnh sư Huy Niệm chúc phúc cho đạo tràng sau khi thính pháp ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ con kính dâng bát lại cho sư ạ. Một lần đăng sư đã giảng dạy cho chúng con bài pháp vô thường ngày hôm nay. Dạ con kính dâng bát lại cho sư.
Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanupavena sadasothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata dhammanupavena sadasothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sankharupavena sadasothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ chư người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thật nói thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thay, Akasattha Chappamattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang Akasattha Chappamattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tu Dạ con xin sám hối. Akasattha Chappamattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan turathake Akasattha Chappamattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan tunyatayo Akasattha Chappamattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan Rubani no Akasattha Chappamattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan Tuno sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ. Phước chúng con giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng của đã quá vạn. Cầu mong cho các tự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nguyện chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khổ an kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si, độc sanh giải canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Huy Niệm, sư Tuệ Nhẫn đã đến với đạo tràng và cho chúng con thời pháp ngày hôm nay. Và một lần nữa con kính mời quý cô chú Phật tử đến tham dự với đạo tràng ngày mai vào lúc 8:30 giờ Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa là 7:30 sáng Việt Nam. Dạ kính thưa sư Huy Niệm, và ngày mai bài sư giảng kinh Milinda đó sư. Sư giảng đầu câu số mấy sư? Tại sư cho tụi con biết để tụi con chuẩn bị bài đó sư. Dạ. Con không biết sư Huy Niệm còn trước máy không ạ? Ngày mai sư sẽ tự đọc. Dạ sa thú. Dạ. Dạ con
Kính chúc đạo tràng có một buổi tối an lành và kính chúc quý vị có một ngày an lành. Dạ con kính hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Dạ con xin xuống mít ạ. Và Zoom sẽ đóng lại trong vài giây phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng.